Ngồi xích lại bả kìa. Ngồi xích nhìn thẳng vô cây đó đó. Ừ. Hồi hộp không? Ngang nha. Chờ mong chờ coi. Trong chờ. Hồi hộp không? Giá đi. Bây giờ hỏi là nãy quan trọng là cái nước đó của anh là của nghe. Ờ, chứ của anh không có lên đó nha. Nóng mình thì già kè ha. Rồi bây giờ là chuẩn bị đếm 1, 2, 3 lật thôi nha. Rồi bữa nay hai chồng đi bán vé số về nào hả? Về sớm mai giờ. Giờ bữa nay làm gì thấy yếu vậy? Nó thấy nó như nó hơi mà có thai vậy đó. Ừ. Dạ rồi mới đi chợ mua cái que. Ừ. Để ăn thử. Rồi bữa nay là tính thử rồi có bầu không ha? Dạ. Đâu cái que đâu? Thử cái này luôn hay gì? Đâu lột qua coi, lột qua thử luôn hay gì? Dạ. Thương vợ dữ trời. Thấy xanh sao hổng dài nè. Cũng nghi ngờ. Cây que đó ha. Dạ. Rồi trong đó là xé luôn hả? Biết thử không? Anh biết thử không? Anh biết thử không? Anh biết cách thử không? Chưa. Chưa hả? Giờ đọc hướng dẫn sử dụng đi. Biết đọc không? Ở trong anh em có ai biết không? Biết hướng dẫn luôn. Không thấy được nha. Đấy cái xin cái ly nhỏ kìa nè, để đọc cho đọc cái hướng dẫn sử dụng sơ sơ đi. Đâu có kêu bà lấy cái ly nhỏ rồi anh chợ kêu đó ý anh Tân nó kêu tại chỗ á. Ừ đúng rồi, đúng rồi đó, chỗ đó đó, ống cống đó đó, kiểu đó đó nửa chục thôi. Rồi anh xé cây ra cây xã của anh á. Thôi đừng xé trước, đừng xé trước, xé trước rồi sao? Xé trước. Rồi thôi để tôi làm cho nó lẹ ông ơi. Bây giờ nè kêu bả tiểu vô cái đó đi. Ừ. nửa ống đó rồi. Dạ. Đừng có đầy quá đi nó lắc nó đổ. Rồi đem ra đây. Rồi đem ra đây. Thử trong kia luôn. Thử trong kia đem ra được rồi. Đem cái cây ra thôi. Rồi cái hai cầm đi trống đi. Thử đi. Là cái đầu nào cắm vô biết không? Cái đầu sao nó cắm vô nha. Đúng luôn đi. Đầu nào ấy? Vô trống đi rồi xé. Rồi coi coi đây nè, coi cái đầu. Cắm đưa vô. Rồi trắng đưa vô. Đầu trắng đưa vô. Bớt không thử lộn. Lấy ra đi, không có hơi đâu sợ. Giờ đem bên chỉ cho. Chỉ bình thường à. Xé ra lấy đổ ra. Trời ơi rung như vậy. Hồi hộp là cái đó chống ẩm. Rung rồi, rung rồi. Không có. Có. Em lấy chưa? Sao rung tay quá vậy anh? Không có cây hả? Có, có. Phải không? Có chứ, nằm đây nè. Không có còn sao ấy được của ta. Rồi, chỉ ông đút cái đầu nào đó. Đưa cái đầu này xuống này nha. Đưa lại nè ông ơi. Đưa vô đây nè. Nè chỉ cho, đưa đây, đưa cái lọ đây chỉ cho nè, nữa xong nước tiểu xong nhúng gì nè, nhúng để nếm khoảng 10 giây. Đừng hút lên. Có để ngậm đi con nó nổi cả không đâu. Ừ. Khoảng 10 giây. 15 giây đó cho nó hút nước lên. Rồi đi chống thử đi. Rồi chống thử nha. Rồi. Cái này không để. Này nó mang nè. Là vợ tiểu vô đó chứ không phải anh tiểu vô đó nha. Rồi hai chống vô đây nha. Rồi vợ nha chứ không phải anh nha. Rồi. Nè nè, nếu mà nó hiện hai vạch thì chạy la làng lên nha. Dạ. Sao không? Hai vạch là có bao á. Dạ. Rồi đi đi. Rồi đi đi ha. Mà nè lúc bà tiểu ông lấy ông tay ông hứng nha. Này hứng nè. Ừ. Nhớ nha. Rồi đi hai rồi chồng đi nha. Dạ chồng đi thử thử que cho tôi nghe. Ủa may mắn chứ. May mắn nha. Rồi thôi đi, cứ đi theo. Đứng ở ngoài thôi. Rồi lại lại nha. Mừng quá dữ nha. Từ từ thôi các con rồi nha. Thôi tôi đi vô luôn nha. Vô trực tiếp luôn nha. Rồi thôi. Đợi đi, này để tôi like trực tiếp luôn. Rồi, rồi đóng cửa lại. Bây giờ mấy anh em mình cá đi, có hay không nè? Giờ cá đi. Giờ cá đi có không? Có à, có à. Giờ sao bên Tân thì sao có không? Có. Có Quang Hạ. Có. Ông An Nguyễn. Chắc có thể là có đó. Có luôn. Ừ. Có. Thôi, cô chú anh chị mình có luôn. Hết chuối. Có luôn. Ừ. Em đi ngược thứ đông rồi không đi. Thôi bây giờ á là kêu bảo là thử này là thử thai thôi nha. Thử que thôi nha chứ không phải ứ giống nha. Lấy cây thọt vô nha ông, đừng lấy cái ông thọt vô nha. Đó, đây. Cái toilet. Chờ lại trong giây phút. Ở cái này. Vui hay là sao? 5 phút lận đó. 5 phút lận đó chứ không hết đâu. Chờ lại. Như này toilet này có chỗ anh chị ơi. Đó, đang ở trong toilet này nè. Nhớ nha là không có mờ ứ vậy nha. Ha. Hai người này mà vô cùng một toilet sao tôi nghi quá hả? Đang ở trong toilet này cô chú anh chị ơi. Thì cũng nhiều khi anh Hữu anh cũng mừng lắm á, anh mừng vì anh
nghe nói là thấy cũng có dấu hiệu á, là ọ ẹ rồi giống như là cấn vậy đó, nên hả là cũng mình hy vọng đi. Ủa sao em nghe xè xè chứ hả? Đây là nói chung là ảnh là thuộc về giới tính thứ ba, nhưng bỗng gặp được cô đèn này là lại từ công nó chuyển qua thẳng là liền luôn nè. À, từ công chuyển thẳng. Trời. Sao mà tự nhiên có thấy cái toilet này đẹp dữ vậy ta? À, chưa. Đây là giây phút chờ tin vui. Cái gì chịu khó đây coi coi. Đây rồi, giây phút chờ đợi. Đây. Từ từ. Sao? Mấy giật. Để từ từ đi, để xuống đi, đừng có rung. Ừ. Nghe mùi gì không? Quay lại. Ừ, để vậy luôn. Rồi. Một cách nữa nghe. Từ từ, cái này chưa có quyết định được đâu. Chưa có quyết định được, từ từ. Một cách nữa. Có chút hiện lên nữa hả? Mới để chưa? Khỏi chạy lên nữa, gạch nữa. Có không? Có con không? Anh Thủ suy nghĩ rồi có không? Dạ không biết. Không biết hả? Thì biết là quan trọng anh tự tin rồi giống anh không á? Rồi, chết quớt rồi. Cái này con chó, cái này nó rõ nhất nè. Cái này gạch này đó ha? Ừ. Rồi, chết quớt rồi. Đâu lật cái bề kia lại coi. Chưa chưa đứng lên. Lật bề kia lại giấu đi. vậy mới biết ha. Giống như là sổ số đi. Bây giờ sao anh đang mong chờ như thế nào? Cái này để xích lại nè, để gần lấy hai chồng. Hai chồng ngồi sát vô coi lại vô. Sát không vậy? Kìa ngồi. Ngồi xích lại bả kìa. Ngồi xích nhìn thẳng vô cây đó đó. Ừ. Hợp không? Nghe hồi chờ không? Chờ coi. Chờ. Hợp không? Giá đi. Bây giờ hỏi là để quan trọng là cái nước đó của anh hay của nghe. Ờ chứ của anh không có lên nữa nha. Nóng mình thì vàng kè ha. Rồi bây giờ là chuẩn bị điểm 1, 2, 3 lật thôi nha. 1, 2, 3. Rồi. Chúc mừng may mắn lần sau. Chúc bạn may mắn lần sau là đúng rồi đó. May mắn lần sau. Chúc bạn may mắn lần sau. Rồi vậy là chiến tiếp đi, được rồi đó. Chiến tiếp đi. Rồi bỏ đi, bỏ đi. Đừng uống nha. Nhắc luôn rồi. Ừ. Rồi đi ra đây nè. Rửa tay đi. Nè. Đây nè. Ừ, vậy là không có rồi chú chị ơi, nó tin vui chưa đến. Cái này thì nói chung dạ tôi dạ. Đóng vậy là còn làm sập nhà được đó. Còn luôn cái nhà được. Rồi chiến đấu tiếp nha, hai chồng chiến đấu tiếp kiếm cô Tí nha. Cố gắng nha Thủ. Dạ. Thôi chúc bạn may mắn lần sau. Rồi còn em cũng hy vọng anh Thủ chuyến này gán đổ máy cho thành công. Rồi đổ máy. Rồi đi ra. Hai chồng may mắn lần sau nha. Dạ. Đập máy tiếp đi. Đập máy tiếp đi. Cảnh ngày á. Trời ơi nói chung là vậy là cũng còn đập tiếp rồi chứ không phải dừng rồi. Còn được đập tiếp. Ờ chứ không thôi hả có cấn cái là phải dừng liền á. Ừ. Mà quên nữa, mấy cái vụ mà một gạch chưa có này nè, anh buồn hay anh vui? Trời ơi, thôi có hai gạch vui rồi. Ừ, buồn phải không? Hai gạch rồi cách ly á. Có đâu thì mình cứ đặt, cái gì mình cứ đặt máy tiếp có gì đâu. Dạ. Bây giờ bình thường ngày hai nháy thì mình lên ba nháy. Dạ. Anh Thủ cũng hy vọng lắm đó. Vô bài giờ sắp lập anh Thủ giờ xuống cái nha. Buồn vậy nghe. Thôi cố gắng lên nha anh Thủ. Cố gắng đâu, nói chung là không bây giờ nè, cái này á. Cái này mà mốt nhớ phải kê gói nha. Phải kê gói. Kê ở chỗ có lưng á. Để ảnh nó được ngoài ừ đó đừng ngâm hả giống như gọng nhớ nha phải kê gói nha biết kê đâu không đâu. Kê ngay lưng á để mà nó dảnh lên chút xíu nữa nó sâu hơn để mà nó được không có chèn
Nè, cái thiệt luôn á chú bộ. Cái kinh nghiệm của ông bà chỉ nè là khi mà mình nã pháo đó là mình ghim vô luôn. Nó để trong đó khoảng 5 phút. Đó. Thiệt. Cho pháo nó lên đạn rồi xong mình mới đem ra. Rồi. Rồi chào khán giả đi nè. Rồi, chào hết đây mọi người nha. À, chúc may mắn lần sau. Rồi tháng sau về thử lại. Thôi đừng có buồn. Đừng có buồn. Cái này thì không được lần này lần sau mà. Hãy đăng ký kênh theo dõi nha cô chú anh chị. Phong xin chào.